Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video mới nhất của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay bên em tiếp tục này giới thiệu một combo để anh em mình dựng lên loa nằm một bát 25 và hai tép giấy đường kính 10 cm. Cái combo này anh em có thể dựng mới hoặc là thay thế cho những chiếc loa nằm mà dạng cấu hình tương tự như này. Về cái bát thì em quay cho anh em mình xem luôn. Đây là bát Martin. Bát Martin 350W trở kháng 8 ohm. Cấu hình của nó là từ 156, từ 156 côn 63. Một cái bát sở hữu gân mút. Gân mút cho tiếng trống, đánh lên thùng rất là ấm và cái độ bung của nó rất là thích tai. Nó sẽ đáp ứng được nhiều yêu cầu của anh em mình nghe nhạc. Rất là hay. Một chiếc bát khá đẹp và chất lượng. Với tầm giá bát là 1 triệu một đôi bao ship thì bao hay cho anh em trong tầm giá này. Bao hay cho anh em mình trong tầm giá này. 1 triệu một đôi. Và về tép giấy này em dùng là tép của BAB China, hàng chuẩn China 24. Anh em mình xem thì thấy cái độ khôn một chút đối với đồ tàu. Nó còn tất nhiên là nó không phải tinh xảo như cái đồ Nhật, nhưng đều China cũng là chất lượng rồi. 260.000 đồng một đôi. Được bao ship. Và phân tần. Phân tần KTV 21 bản đỏ ớt đánh cho một bát và hai tép giấy. Tuyệt hay anh em nhé, tuyệt hay với con phân tần này. Khi anh em mình mua trọn bộ thì bên em sẽ miễn phí cái tiền hàn dây và tiền hai đôi tép. Bình thường là 520 thì em sẽ bớt đi tiền ship, sẽ xuống còn là 450 hai đôi tép. Vậy trọn bộ là 1.850.000 đồng một bộ này, 1.850.000 đồng mà được bao ship luôn. Và sau đây thì mời anh em mình nghe một chút nhạc nhé. Cái loa bên phải em đấu rồi này, bát hai tép đấu rồi. Để anh em mình nghe và cảm nhận chất lượng âm thanh đánh của cái combo này với tầm giá là 1.850.000 đồng, có chất lượng hay không anh em hãy cho ý kiến bình luận ở dưới video này. Để được tư vấn và mua sản phẩm, anh em gọi điện trực tiếp cho bên em qua số máy 0904612323. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này, và anh em hãy đăng ký kênh và ấn like ủng hộ bên em, và cảm ơn anh em đã theo dõi video.